Vâng. Thì Nguyễn Đầu Đội Dương xin chào mừng các bác nhé. Hôm nay là một trong những ngày giữa tuần, gần như là cuối tuần. Trung tâm xin phép được giới thiệu các bác và anh em những cái dòng radio cassette hot tiếp tục lại về và đã được trung tâm kiểm tra bảo dưỡng. Đó là những con đến từ những tập đoàn nổi tiếng Sharp. Và con này là một trong những con nằm trong những mơ ước của rất nhiều những bác ở những thập niên 80, 90. Đó là con gì thì các bác có thể nhìn thấy trước mắt đây ạ. Dạ vâng, trước mắt các bác thì đây là những cái con mà rất nhiều các bác đã mơ những thập niên 80, 90. Đó là đến từ tập đoàn Sharp, đó là con Sharp GF999 hay còn gọi là Sharp GF319 các bác nhé. Những con này thì là một trong những con tuyệt mỹ giai nhân. Để nói về di tâm thì cũng là một trong cái số rất đẹp. 3 con 9. Thế rồi nó cũng là một trong những con gần hết số, sau con này là đến con 1000. Và đặc biệt con này là một trong những con hội tụ tất cả những cái tính năng cần thiết nhất trong một cái đài có. Thì em này nó có hết các bác nhé. Và những con mà đã tuyển về trung tâm thì các bác đã biết rồi, trung tâm chỉ tuyển chọn những hàng đẹp, hàng xuất sắc thôi. Không bao giờ lấy những cái hàng chất lượng thấp hay hàng cũ để mang cái chất là bán hạ giá cho các bác. Thì trung tâm bán tất cả cái gì theo chất lượng, theo tầm tiền. Thì tôi xin phép được quay sơ qua, giới thiệu sơ qua là những sản phẩm này mới về và bảo dưỡng cơ bản chưa hoàn thiện xong hẳn các bác nhé. Nhưng tôi xin phép được quay sớm lên để cho các bác tiện theo dõi này, mình có thể xem thấy một cách rất là rõ ràng. Đây các bác có thể thấy đây, toàn bộ cái phần mặt tiền của nó, em nó đây hoa mới đúng không các bác, còn đài rất là xứng đáng. Những con mà trung tâm đã tuyển chọn về thì tuyệt vời luôn các bác nhé, quá đẹp, kích cong luôn các bạn. Tiếp tục có những con thật đẹp để chiều để phục vụ các bác. Và âm thanh của những em này rất là hay, rất là chất các bác nhé, rất là chất. Tay cầm vâng. Âm thanh của em nó thì tuyệt vời các bác nhé, thành rất là hay. Âm thanh rất là hay. Đây tôi sẽ test thử các bác sẽ thấy âm thanh của nó chất lượng như thế nào. Đây là những con đài rất là nổi tiếng, đó là con đài Sharp 999, 3 con 9 các bác nhé. Sharp GF999, những con hết số, những con tuyệt vời. Ba con 9 thì quá nổi tiếng rồi. Và trung tâm tuyển chọn những cái sản phẩm về trung tâm thì các bác thấy là rất kỹ lưỡng, từng ni từng tí một các bác nhé. Trung tâm khai bán những hàng tuyển chọn đẹp chứ không đi sâu về cạnh tranh giá thành. Nhưng một số anh em khác thì người ta sẽ cạnh tranh giá thành, thì cũng là cái thuận lợi cho một số các bác kinh tế nó eo hẹp một chút xíu, thì mình sẽ tiếp cận được những con có phân khúc giá vừa tiền. Ở đây thì trung tâm lại đi sâu vào những cái hàng chất lượng của hàng đẹp để phục vụ các bác nào kỹ tính, bác nào, bởi vì thực ra bảo dưỡng một con đài này các bác biết là rất mất nhiều thời gian. Có thể thời gian bảo dưỡng một con đài thấp nhất là 3 ngày mới có thể xong và hoàn thiện. Đấy, chính vì vậy nó rất là mất nhiều thời gian. Cho nên là trung tâm đã tính toán những cái con nào mà thật đẹp thì mới chuyển về, chứ không chuyển đại trà những con không đạt tiêu chuẩn về, để đằng nào cũng một cái công bảo dưỡng như vậy và các bác cũng là người sưu tầm. Còn ngoài ra các bác có thể lấy những cái con đài vừa tiền thì có thể các bác lấy con đài 909 hoặc 919 thì trung tâm vẫn có hết các bác nhé. Thì những con đấy rất là vừa tiền, phân khúc giá rất là hợp lý, có thể mười mấy triệu các bạn đã có những con đài để chơi rồi. Đấy, chứ không nhất thiết phải là mình bỏ ra cái lượng tiền lớn. Thế còn ngoài ra thì trung tâm những con đài 3 con 7 trung tâm rất là nhiều. 3 con 9 thì đợt này về được 2-3 con. Đây tôi sẽ test thử để các bác sẽ thấy cái chất lượng âm thanh của những đài khi trung tâm đã bảo dưỡng thì nó khác biệt với những chỗ khác là như thế nào. Một là cái chất lượng về độ đẹp, hai là cái chất lượng về âm thanh khác biệt luôn các bác nhé.
Đây các bác này. Các bác nghe tinh ở những cái con đài trung tâm tuyển chọn, cái tiếng rất nét hơn những cái chỗ khác. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các hệ thống về chỉnh equalizer trên này là trung tâm đã tháo từng vị trí ra để bảo dưỡng rất là kỹ, chứ không phải như một số anh em là cứ phịt dung dịch bảo dưỡng vào là rất nhanh hỏng. Đấy, nên cái điều khác biệt các bác nhé. Đặc biệt trung tâm thì lại không có cái cách nào như thế mà làm hoàn toàn bằng nước sạch hết. Đấy là cái anh lưu ý các bác nhé. Con này tìm bài rất là tốt các bác nhé. Tìm bài tốt. Đó, rất là nhạy. Con này có hai cái đồng hồ vu rất đẹp các bác này. Tiếng nghe rất phê các bác em. Đây tôi sẽ thử sang cái cửa bên cạnh này các bác này. Thử cùng một băng thì các bác sẽ thấy được cái độ đồng đều của sản phẩm. À, lâu không về nhà. Các bác thấy không? Nó rất đồng đều. Đấy, nó không phải là ấy, hai cửa trung tâm căn chỉnh về chất lượng cũng như là tất cả các tiêu chuẩn của nó rất đồng đều. Đó là phần cassette các bác nhé. Đương nhiên thì em này thì chắc chắn là tôi đi tôi lại và tất cả các cái hệ thống của nó chạy hoàn hảo rồi. Chưa phải không. Và những con này thì auto stop full. Full tức là gì? Các bác có thể bỏ băng ra, chạy lút tua lại, nó sẽ tự động tốt, thì đấy gọi là auto stop full các bác này, tua lại này. Đấy, đấy nó tốt các bác thấy không? Thì đấy, chỉ cần kiểm tra như thế là biết là có tốt hay không. Đấy là cái cách kiểm tra các bác nhé, rất là nhanh thôi. Đấy là khi không có băng các bác tua lại thì nó sẽ tự động auto stop full, nó sẽ tự động là tốt luôn. Các bác lưu ý nhé. Đây là cái kinh nghiệm rất đơn giản để cho các bác kiểm tra cái phần auto stop nó có tốt hay không. Đây radio của nó đây. Điều giấy. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Điện lực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như giúp người dân, khách hàng thuận tiện. Con này thì tôi đang quay để giới thiệu các bác là một số sản phẩm mới về. Và tôi sẽ có những cái video chi tiết từng ly từng tí một cho các bác. Đây là tôi xin phép được quay giới thiệu thôi. Những con này là nó mới được về trung tâm, cho nên là xin phép được quay giới thiệu để các bác sẽ thấy được cái độ đồng đều của sản phẩm. Để các bác thấy rằng trung tâm sản phẩm rất là đồng đều, chứ không phải như một số chỗ là lúc còn đẹp lúc còn xấu. Đấy, rất đồng đều luôn. Các dịch vụ điện lực tạo một cái tiện. Đó, chạy rất tốt các bác nha. Bản thế giới bản thân là có thể thân cầu đa nguyên. Đây là các bác này, cái chỉnh nhanh chậm ở trên cái này thì ở cái đài này nó hay có chế độ chỉnh nhanh chậm này các bác này. Đây các bác này. Hay có chế độ chậm. Đây các bác này. Nhanh chậm này này. Đó. Đấy, nhanh chậm lúc này các bác này. Nhanh chậm luôn. Tôi ở đơn vị xa, đã lâu không về nhà. Ok, đó là cái chế độ chỉnh nhanh chậm. Thì thông thường những cái con này nó ít khi bị mất cái chức năng này lắm các bác nhé. Rất ít khi bị mất cái chức năng chỉnh nhanh chậm này. Đây các bạn. Cứ chiến từng quen tên, thu nằm trên trận tuyến. Xuân chân ngoài ven biên, cứ muốn gửi về em, chẳng em không nhận được. Vì quê nghèo xa quá, đâu có người mang thơ. Anh biết mình là
Ok các bác nhé, những cái chức năng đấy nó chạy nó vẫn đều chạy hết các bác nhé. Chỉnh nhanh chậm, nhiều các bác cũng hay quan tâm cái chức năng này, thực ra nó chức năng phụ thôi nhưng mà tôi cũng xin phép được test qua để các bác thấy rằng là nó cũng có đều chạy hết. Còn đây là những cái video giới thiệu thôi, tôi sẽ có những video rất là chi tiết thì các bác luôn. Đó thì trung tâm cũng xin phép thông báo là có những sản phẩm mới về như thế, để các bác nào mà quan tâm thì các bác liên hệ. Trung tâm thường xuyên có những sản phẩm về đẹp và đặc biệt là cái độ đồng đều sản phẩm rất là cao. Các bác lưu ý là độ đồng đều sản phẩm rất là cao. Ok, xin phép được giới thiệu sơ qua như thế và tôi sẽ có những cái video rất chi tiết cho những sản phẩm này. Bác nào quan tâm thì tôi sẽ có những gửi chi tiết cho các bác luôn về chi tiết hình ảnh vân vân. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Trung tâm sẽ giới thiệu các bác những sản phẩm đẳng cấp và đẹp cho các bác chiêm ngưỡng. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào tất cả các bác nha.